Rồi, xin chào các anh em đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Một Giật mình ạ. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái dự án kiếm rúp ha. Anh em dự án này anh em có thể đầu tư hoặc là anh em có thể chơi miễn phí để anh em có thể kiếm cho mình những cái đồng rúp ha. Và khi mà anh em kiếm nhiều cái đồng rúp thì anh em có thể dự trữ cái đồng rúp này trên cái ví của mình anh em để anh em bán để anh em rút về tiền mặt của anh em ha. Thì đường link của con web mà kiếm rúp này thì mình sẽ để ở dưới phần video mô tả ha, để cho anh em đăng ký ha, anh em chơi ha. Thì cái con web này anh em có thể đầu tư ha, với cái số rúp mà anh em có được trên ví ha. Và cái video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà anh em đầu tư, anh em nạp tiền vào đây ha, để anh em tham gia ha. Và mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi ở trên cái con web này ha. Thì khi mà anh em vào đây anh em mua ha, mua những cái chú lùn trong này ha. Thì anh em mua những cái người lùn trong này thì những cái người lùn trong này nó sẽ khai thác quặng cho anh em ha. Nó sẽ đào quặng cho anh em mỗi giờ. Thì anh em rảnh thì anh em vào anh em mua những cái chú lùn trong này, xong đó anh em vào anh em lấy cái số quặng anh em đi bán, anh em rút về cái ví điện tử của anh em ha. Thì hiện tại cái dự án này cũng chạy là khá lâu rồi, khoảng 2.890 ngày rồi. Thì cái số lượng người tham gia cũng khá là đông rồi. Và cứ 24 giờ thì nó số người tham gia là 728 người nè ha. Rồi thì anh em có thể rút khi mà anh em đủ minh rút thì anh em có thể rút về những cái ví điện tử dưới này ha, như là Mastercard nè, để Visa nè, hoặc là những cái ví điện tử khác như là WeWin Wallet nè, Bitcoin nè, hoặc là ví Payeer ha. Đó thì hàng ngày thì nó sẽ có rất là nhiều cái sự kiện để anh em tham gia ha, giống như là khi anh em mà nạp tiền vào vào đây ha, từ 500 rúp trở lên thì anh em sẽ nhận thêm cho mình những cái chú lùn trong này ha, để khai thác quặng cho anh em ha, để anh em kiếm rúp ha. Thì khi mà anh em bấm vào đường link thì nó sẽ hiển thị ra giao diện như thế này, thì anh em bấm cho mình cái phần là sign up để anh em đăng ký nè. Đó thì anh em điền cho mình cái địa chỉ email của anh em vào đây ha. Sau đó nó sẽ gửi cho anh em một cái mã code ha, để anh em xác minh tài khoản ha. Sau đó anh em vào cái email của mình để anh em xác minh, nhập cái mã code đó vào đây để anh em xác minh. Sau đó anh em điền mật khẩu ha, hoặc là làm theo hướng dẫn của nó để anh em đăng ký ha. Thì sau khi mà anh em đăng ký tài khoản thành công thì anh em vào để anh em đăng nhập vào cho mình ha. Đó, anh em vào cái hình avatar đầu người trên này nè, anh em điền cái địa chỉ email và cái mật khẩu anh em đăng ký lúc nãy á. Sau đó anh em nhập vào. Đó, nhập vào đây ha. Đó. Và cái mật khẩu anh em nhập vào đây. Sau đó anh em bấm continue để anh em đăng nhập vào ha. Thì anh em nào mà chưa biết cách đăng ký có thể vào kênh YouTube của mình ha, để xem lại cái video hướng dẫn cách đăng ký trên con web Vân Đình này ha. Rồi, rồi sau khi mà anh em đăng nhập vào thì nó sẽ hiển thị ra cái giao diện như thế này ha. Giao diện đăng nhập như thế này. Thì ở dưới này là những cái chú lùn mà anh em có thể mua để anh em mua để những cái chú lùn này khai thác quặng cho anh em ha. Rồi, thì sau khi mà anh em đăng nhập vào ha, thì để kiếm tiền trên con web này ha, thì anh em vào cái hình avatar đầu người trên này nè. Đó. Thì anh em sẽ thấy ha, trên cái mục buy-in anh em sẽ kiếm cho mình cái số vàng này ha, để anh em mua ha. Còn cái mục withdraw ở dưới là cái phần rút tiền, thì anh em đủ min rút á thì anh em sẽ rút về cái ví điện tử của anh em ha. Rồi thì để kiếm tiền trên con web này thì anh em phải làm nhiệm vụ để anh em nhận cái số vàng ha, để anh em rút về ví điện tử anh em ha.
thì để nhận vàng thì anh em kéo xuống đây nè. Ở đây nó có cái phần là daily bonus nè, cái phần này anh em có thể vào nhận phần thưởng hàng ngày ha. Anh em bấm vào cho mình ha. Sau đó anh em bấm cho mình cái phần là get a bonus nè, để anh em nhận cái số vàng ngẫu nhiên từ 10 đến 100 vàng ha. Đó, thì mình sẽ bấm vào nè. Đó thì mình đã nhận được 56 vàng nè. Rồi, thì cái số vàng anh em nhận được thì nó sẽ hiển thị trên cái mục là buy in nè ha. Hiện tại mình đang có là 790 797 vàng nè. À. Rồi, thì khi mà anh em kiếm được cái số vàng này thì anh em có thể mua những cái chú lùng để họ khai thác quặng cho anh em ha. Rồi, rồi thì để kiếm được cái số vàng này thì anh em có thể đi giới thiệu bạn bè ha. Anh em vô cái phần là Affiliate Program ở dưới nè. Đó, phần giới thiệu bạn bè. Đó, thì ở cái phần giới thiệu bạn bè này thì nó sẽ cấp cho anh em một cái đường link để anh em đi giới thiệu bạn bè này. Ở cái đường link trong ô này thì anh em bấm sao chép ha. Cái hình hai cuốn sổ nè, bên cạnh nè. Đó, anh em sao chép cái link này để anh em gửi cho bạn bè đăng ký ha. Khi mà bạn bè anh em mà nạp tiền vào đây á thì anh em sẽ nhận cho mình cái hoa hồng ha. Đó thì bạn bè của anh em thì anh giới thiệu thì nó sẽ hiển thị ở dưới này ha. Đó, cái số lượng bạn bè của anh em ở dưới này. Đó. Rồi thì anh em lưu ý là khi mà bạn bè anh em nạp tiền vào đây ha, mua thì anh em mới nhận được hoa hồng ha. Còn còn bạn bè anh em mà đăng ký thôi dưới cái đường link của anh em thì anh em sẽ không nhận được hoa hồng ha. Rồi anh em bấm cho mình cái phần avatar hình đầu người nè. Thì ngoài ra thì hiện tại nó đang có một cái sự kiện ha. Để anh em kiếm thêm cái đồng rút ha. Thì anh em vào cái phần là referral competition nè. Đó. Thì cái phần này là cái phần để anh em tham gia đua top ha. Khi mà anh em mời được nhiều bạn bè tham gia ha, thì anh em sẽ nhận cho mình cái đồng rút ha. Đó, thì anh em mà đua top ha, từ top 1 nè thì anh em sẽ nhận cho mình là 14.700 rúp nè. Top 2 là 9.400 rúp ha và top 3 là 5.300 rúp. Thì anh em mà muốn biết một rúp một rúp á thì hiện tại giá của nó là 300 đồng Việt Nam đồng ha. Đó, thì anh em mà đua top 1 á thì anh em sẽ nhận được 14.700 rúp. Thì cái số tiền cũng khá là cao. Đó, thì ở dưới này nó sẽ hiển thị ra cái số người mà người ta nhận được nè. Đó. Có người nhận được 14.700 rúp nè và 9.400 rúp nè. Đó. Và 5.700 rúp nè. Thì anh em cứ tính đi thì một rúp là khoảng 300 đồng Việt Nam. Đó, thì 14.700 rúp thì anh em kiếm được bao nhiêu tiền thì anh em có thể nhân lên ha. Rồi thì đó là cái cách mà anh em chơi miễn phí ha. Còn nếu mà anh em muốn đầu tư nạp tiền vào đây á, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách nạp tiền ha. Rồi thì để nạp tiền ha thì anh em bấm cho mình cái phần là buy in ở trên này ha. Đó, phần buy in. Đó. Đó, sau đó anh em nhập cho mình cái số rúp mà anh em muốn muốn nạp vào đây ha. Giả sử như mình sẽ nạp vào đây khoảng là 50 rúp ha. Thì một rúp là 300 đồng thì 50 rúp là khoảng 15.000 Việt Nam đồng thôi ha. Thì mình sẽ nhập vào đây 50 rúp. Thì vì khi mà anh em nhập vào đây 50 rúp thì anh em sẽ nhận cho mình là khoảng 5.000 vàng ha. Để anh em vào đây anh em mua mua thợ đào ha. Thì mình ở dưới đây mình sẽ chọn cái những cái ví điện tử để mình thanh toán ha, như là Visa, Payeer hoặc là những cái ví điện tử ở dưới này ha. Thì ở đây mình sẽ chọn cái ví điện tử Payeer nè. Đó, thì mình sẽ nạp vào đây ha. Đó thì sau khi mà anh em thanh toán nạp tiền vào đây thì nó sẽ thông báo là tài khoản của bạn anh em đã thanh toán thành công nè ha. Nó sẽ thông báo như thế này và anh em sẽ nhận được cái số vàng tương ứng mà anh em nạp vào đây ha. Thì nãy mình nạp vào đây 50 rúp thì nó sẽ cộng cho mình là 11.250 vàng nè ha. Đó thì cái số vàng anh em vào đây anh em để mua ha, thì anh em bấm vào cái hình
avatar đầu người nè. Đó, thì anh em thấy cái số vàng mình đang tăng lên là 12.047 vàng nè ha. Rồi, sau đó anh em vào cái phần là Land of the Gunner ha, để anh em mua những cái thợ đào cho mày để khai thác quặng cho anh em ha. Đó, thì khi mà anh em mua những cái thợ đào dưới này ha, thì cứ hàng ngày anh em rảnh ha, thì anh em sẽ vào để anh em khai thác quặng ha, để anh em lấy cái quặng này anh em để bán, rút rút về cái ví ha anh em ha. Thì cái min mà anh em mua mua như thợ đào này là 400 vàng ha, đó 4.000 vàng nè, 20.000 vàng nè, đó và 100.000 vàng nè và 400.000 vàng ha. Đó thì anh em cứ mua ha, mua những cái thợ đào trong này ha, thì cứ mỗi giờ họ sẽ khai thác quặng cho anh em ha. Ví dụ anh em mua cái thợ đào ha, kit này ha, đứa trẻ này 400 vàng, thì cứ 1 giờ thì sẽ khai thác cho anh em 7 quặng mỗi giờ ha. Thì anh em mà mua cái thợ đào mà giá vàng càng cao thì sẽ khai thác cho anh em nhiều quặng ha. Thì anh em rảnh lúc nào thì anh em phải vào đây anh em khai thác, lấy cái số quặng này anh đang bán rút về cái ví điện tử anh em ha. Thì anh em lưu ý là 100 quặng thì nó sẽ tương ứng với một rúp ha, thì một rúp thì nó giá của nó là khoảng 300 Việt Nam đồng ha. Rồi thì hiện tại là mình đang có là 12.047 ha, vàng nè, thì mình sẽ vào đây mình mua ha. Đó. Thì mình sẽ mua những cái chú lùn trong này ha. Đó. Thì mình sẽ mua student đi, là sinh viên ha, 4.000 vàng nè, thì mình sẽ mua được ba chú lùn ha. Thì mình để mua thì mình bấm vào cái phần là hai nè. Đó. Đó. Thì ở đây là nó kêu là trước khi anh em mua thì anh em phải vào để anh em khai thác cái số quặng ha của anh em ha. Nó kêu anh em vào cái phần là miner nè. Đó. Thì mình sẽ vào cái phần là miner. Thì ở đây là do mình đã mua những cái thợ đào trước đó rồi, thì nó yêu cầu mình khai thác. Còn anh em mà nếu mà chưa mua thợ đào thì nó kêu anh em phải khai thác quặng ha, thì mình phải vô phần là miner nè. Đó. Sau đó mình sẽ vào đây mình khai thác cái quặng ha. Thì tùy vào cái số lượng mà anh em thợ đào mà anh em mua thì nó sẽ khai thác quặng cho anh em để anh em khai thác ha. Thì đây thì mình sẽ kéo xuống đây ha. Thì mình sẽ bấm cái phần là Test to the Star House nè, để mình khai thác cái số quặng này của anh em. Rồi, sau đó mình bấm vào phần quanh processing nè để mình bán cái số quặng này ha. Thì cứ 100 quặng thì anh em sẽ nhận được một drop ha. Đó. Thì mình sẽ bấm phần process on nè. Để mình thu nhập cái số quặng này ha. Thì khi mình bán cái số quặng này thì mình sẽ nhận cho mình là cái phần 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 vàng ha, trong mục buy in, và cái phần vàng trong cái mục là withdraw ha. Đó. Thì bây giờ anh em muốn mua thợ đào thì anh em bấm vào phần land of the gunner nè. Đó. Thì tại là mình đang có 12.000 là 22.013 vàng ha. Thì mình sẽ vào đây mình mua ha. Rồi, thì mình sẽ mua cái thợ đào Hyperion nè, cái thợ đào kinh nghiệm nè. Giá là 20.000 vàng nè. Cứ 1 giờ thì sẽ khai thác cho anh em là 370 quặng ha. Thì mình bấm vào cái phần 2 là để mình mua nè. Đó, thì đây mình đã mua thành công ha. Thì anh em muốn mua tiếp thì anh em sẽ coi cái số dư của anh em còn lại bao nhiêu ha. Anh em bấm vào phần avatar đầu người nè. Hiện tại là mình đang còn 2.013 vàng, thì mình sẽ tiếp tục mình mua ha. Mình mua cái thợ đào là kit đi. Đó. Mình sẽ mua được 5 người nữa ha. Thì mình sẽ bấm vào phần 2 nè để mình mua nè. Đó, mình bấm 1 nè. Bấm 2 nè. Bấm 3 nè. Đó, bấm 4 nè. Đó, bấm 5 nè. Đó. Đó, thì mình đã mua hết tiền rồi ha. Nếu mà muốn anh em muốn mua nữa anh em phải nạp tiền vào đây ha. Đó, thì anh em rảnh cứ sau 24 tiếng là anh em vào để anh em thu hoạch cái quặng của anh em ha, để anh em bán cái số quặng này, anh em rút về cái đồng drop của anh em ha.
và anh em bán rút về tài khoản ngân hàng của anh em ha. Thì sau khi mà anh em mua cái những cái thỏi đào trong này ha, thì anh em nhớ là cứ sau 24 tiếng anh em vào khai thác quặng ha, cho mình ha. Anh em bấm vào phần avatar đầu người nè, sau đó anh em bấm vào cái phần là miner để anh em vào anh em khai thác lấy cái số quặng ha. Đó, anh em nhớ ha. Đó thì hiện tại mình đang mua những cái thỏi đào trong này, thì nó sẽ hiển thị như những cái thỏi đào trong này ha. Đó thì anh em kéo xuống đây, anh em bấm vào phần test to the store hall thì nó sẽ khai thác cái số quặng này sẽ cho anh em ha. Sau đó anh em vào cái phần là quanh reset nè để anh em bán cái số quặng này ha. Thì 100 quặng thì nó sẽ tương ứng với một đúp ha. Đó anh em nhớ kéo xuống đây, anh em bấm phần reset on nè để anh em bán cái số quặng này ha. Thôi để rút tiền thì anh em bấm cho mình cái phần là withdraw ha, cái số vàng ở dưới này ha. Đó, anh em bấm vào phần withdraw. Rồi thì anh em sẽ chọn cho mình những cái ví điện tử ở trên này ha. À, như ví Wii nè, Bayer nè, Yumoney nè. Đó, thì anh em sử dụng những cái ví điện tử nào thì anh em sẽ chọn những ví đó để anh em thanh toán ha. Thì ở đây mình hay sử dụng cái ví điện tử Bayer nè. Thì cái min rút của nó là chỉ 5.000 vàng thôi. Thì tương ứng với khoảng 50 rút ha, thì anh em có thể rút về ví điện tử của anh em ha. Thì anh em sẽ nhập cái địa chỉ ví của anh em vào đây ha. Đó, địa chỉ ví điện tử của anh em vào đây. Đó, sau đó anh em nhập cái số lượng vàng mà anh em muốn rút ha. Thì anh em sẽ nhập vào 5.000 vàng ở đây ha. Thì phí rút của nó là 0.95% ha. Đó, thì anh em bấm vào phần order để anh em rút tiền nè. Đó. Rồi, ở dưới này là cái phần lịch sử rút tiền của mình ha. Thì mình đã rút tiền về khá là nhiều nè. Đó. Đó, mình đã rút khá là nhiều ha. Đó. Thì sau khi mà anh em bấm vào cái phần order để anh em thanh toán á, thì nó sẽ rút về cái ví điện tử của anh em ha. Rồi thì anh em cứ lưu ý là để rút tiền về thì anh em phải cần tích cho mình cái đủ cái điểm tiền mặt ha. Đó. Thì khi mà anh em cái điểm tiền mặt này anh em cần phải nạp tiền vào đây, hoặc anh em có thể đi giới thiệu bạn bè ha, thì anh em mới sẽ có cái điểm tiền mặt này ha. Rồi anh em lưu ý cho mình một điều ha, thì để anh em có được cái điểm tiền mặt này thì anh em phải cần nạp tiền vào đây ha, thì anh em mới có cái điểm tiền mặt ha. Hoặc anh em giới thiệu bạn bè mà bạn bè nạp tiền vào đây thì anh em mới sẽ cộng với được cái điểm tiền mặt của anh em ha. Thì anh em lưu ý là một cái điểm tiền mặt á thì nó sẽ tương ứng với một rúp ha. Ví dụ anh em có bao nhiêu cái điểm tiền mặt á thì anh em sẽ rút về bấy nhiêu cái đồng rúp ha. Đó, thì hiện tại là mình đang có 21.83 cái điểm tiền mặt nè, thì mình chỉ rút về là 21.83 rúp thôi. Đó, thì anh em lưu ý ha. Đó thì hiện tại mình có 21.83 cái điểm tiền mặt nè, thì mình chỉ rút về là khoảng 2.183 cái tiền vàng này, thì nó sẽ tương ứng khoảng 21.83 rúp ha. Thì anh em mà để rút về 5.000 vàng thì anh em cần phải có 50 ha chấm 83 cái điểm tiền mặt thì anh em mới rút về ha. Đó thì nó sẽ thông báo dưới này ha. Đó thì lưu ý ha, thì để có cái điểm tiền mặt này anh em cần phải nạp tiền vào đây ha, nạp tiền vào đây hoặc là anh em giới thiệu bạn bè anh em nạp tiền vào đây anh em mới kiếm thêm cái điểm tiền mặt ha. Thì đây là còn dạng con web đầu tư ha, đầu tư rút, cho nên anh em cần phải lưu ý ha. Còn anh em có thể chơi miễn phí được, nhưng mà anh em có thể kiếm khá là lâu ha. Anh em phải cần đi giới thiệu bạn bè thì anh em mới giới thiệu nhiều bạn bè ha, thì anh em mới mới kiếm được nhiều tiền trên con web này ha, cho anh em lưu ý ha.
Rồi thì anh em nào quan tâm thì đường link đăng ký ha, kiếm tiền trên con web này thì mình sẽ để dưới phần video mô tả ha, để anh em đăng ký ha. Rồi thì cái video của mình hướng dẫn cho anh em cách kiếm tiền từ con web Golden Binet ha, đến đây là kết thúc ha. Anh em nào thấy video mình hay và ích cho mình nút like và đăng ký kênh ha, và nhớ bật chuông thông báo ha, thì mình sẽ cập nhật đến những nội dung kiếm tiền mới ha, đến với anh em ha. Rồi chúc anh em kiếm thật nhiều tiền ạ. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.